Hi, hello, Quang Dương mến chào cả nhà nha. Cả nhà khỏe không? Hôm nay là chính thức là ngày birthday của Quang Dương, một ngày rất là đặc biệt. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt cả nhà. Quang Dương cũng vừa mới mới bắt đầu một ngày mới của mình, một ngày birthday của mình. Và Quang Dương chuẩn bị làm gì cả nhà biết không? Hôm nay birthday của mình là mình sẽ đãi tiệc, nhưng mà đãi tiệc chung, birthday chung với hai người bạn của Quang Dương cũng birthday cùng một tháng, cho nên bữa nay á, là mình lại làm birthday party chung với hai người luôn, là ba người birthday. Cái birthday bữa nay là bây giờ là Quang Dương đang chuẩn bị nấu đồ ăn là chuẩn bị chạy qua nhà bạn của Quang Dương là hát karaoke rồi ăn uống nguyên cả ngày nay luôn. À, đặc biệt là có birthday của mấy người bạn của Quang Dương là họ cũng cũng mua đồ ăn, làm đồ ăn luôn. Thì bữa nay rất là nhiều đồ ăn. Thì bây giờ đặc biệt cái là Quang Dương muốn nấu đồ ăn cho birthday của Quang Dương. À, tới bây giờ thì cũng chưa có mua bánh sinh nhật nữa. Không biết có nên mua bánh sinh nhật hay không, tại vì năm nào Quang Dương ở nhà Quang Dương cũng làm cái bánh sinh nhật hết đó, mà Quang Dương lại cũng không có thích ăn bánh sinh nhật lắm. Thì cái nhà biết rồi, kem thì không à, nhưng mà quan trọng nhất là cái bánh sinh nhật, vẫn là cái bánh sinh nhật ở cái nhà. Vấn đề là phải quan trọng là có cái bánh sinh nhật, nhưng mà Quang Dương năm nào cũng ăn bánh sinh nhật hết rồi. Năm này đặc biệt là Quang Dương sẽ vô bếp nấu, mình là đầu bếp rồi, cho nên bây giờ năm này là Quang Dương có tình là vô bếp nấu mấy món luôn. Bữa qua ướp gà hết xong rồi, sẵn hết rồi, rồi cắt đồ ăn, làm đồ ăn sẵn để mà chiên cơm chiên. Nên là Quang Dương chuẩn bị chiên, làm mấy món như là cơm chiên Dương Châu rất là đặc biệt nha cả nhà. Cơm chiên Dương Châu giờ là mình đã có sẵn ở đây hết rồi. Cơm đó, nguyên một nồi cơm á, rất là nhiều đồ ăn nha cả nhà. Nguyên một nồi cơm bữa qua nấu sẵn rồi, nhưng mà không biết bao nhiêu đó đủ cho, tại cũng 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 vài người qua birthday party. Không biết bao nhiêu đó cơm đủ hay không, nhưng mà đây có trứng nè để chiên cơm chiên nè, hành nè, nói chung là lạc xưởng nè. Cơm chiên Dương Châu là đặc biệt cái nhà, cơm chiên đặc biệt. Cơm chiên Dương Châu gồm có lạc xưởng, mình có bỏ tôm và bắp baby, những cái vegetable, mixed vegetable như là đậu peas nè. À, những cái nói chung là cơm chiên Dương Châu là có những cái món này trong đó, những cái món đặc biệt này trong đó. Thì xong cơm chiên Dương Châu xong rồi, Quang Dương phải luộc bún, luộc mì để mà xào bún với xào mì. Quang Dương sẽ đích tay xào bún với xào mì luôn. Đây cái chảo bự đây cả nhà. Thì xào bún và xào mì chung với lại nấm và đậu phụ, đậu hũ, mà đậu hũ rất là đặc biệt nha cả nhà. Ở trong đây hết rồi, coi kìa, đây nè, đây là nguyên cái vàng sẽ nấu làm bữa nay để party nè. Đồ ăn không, một chút nữa Quang Duyên sẽ chỉ cho cả nhà mấy món xào sao, món ăn gì xào. Rồi còn bây giờ mình còn chưa sắc cải xuống nữa, mấy cái cải này là cải để mà xào nè. Thịt gà để mà xào chung với thịt gà. Quang Duyên sẽ xào bún, xào mì với thịt gà và bắp cải này nọ, một chút nữa sẽ cho cả nhà coi. Còn nhiều món nữa, chẳng hạn như là rau trộn rồi salad, rồi đủ thứ đồ ăn hết, bánh trái cây. Một lát nữa là xong, mình nấu xong rồi mình sẽ đem hết mấy đồ đó qua bên nhà bạn mình, rồi cũng có thể là nấu tiếp hoặc là làm tiếp. Ok. Ok cả nhà, một chút nữa gặp nữa nha. Happy birthday to me, guys.